Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là khung thời lượng của bản tin 141. Bản tin được phát sóng hàng ngày trên kênh 1 Đài Hà Nội. Mở đầu bản tin hôm nay, ngày 14 tháng 7, sẽ là những tin tức về tình hình an ninh trật tự có trong phần nhật ký 141. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng, gồm Nguyễn Duy Quang, sinh năm 1989, trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Trương Bình Nguyên, sinh năm 1997, Lê Đình An, sinh năm 1997, cùng trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Lê Đình Tiệp, sinh năm 1997, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Bùi Văn Bình, sinh năm 1997, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Đình Hoàng, sinh năm 1998, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, để điều tra về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm bắt địa bàn, đội cảnh sát hình sự phát hiện thông tin về một đối tượng hoạt động mua bán giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của một số cơ quan tổ chức để phục vụ việc nộp hồ sơ xin việc tại một số cơ quan, doanh nghiệp. Quá trình xác minh, xác định các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi và câu kết thành đường dây, sử dụng các ứng dụng trên không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật. Các đối tượng chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook để mua bán các loại văn bằng, chứng chỉ và để lại số điện thoại để liên lạc. Khi có khách đặt hàng, các nhóm đối tượng sẽ điền thông tin vào phôi có sẵn, chuyển in màu và bán cho khách có nhu cầu. Với mỗi loại giấy tờ, sẽ có từng mức giá khác nhau. Từ tháng 6 năm 2023 cho đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã bán hơn 1.000 văn bằng chứng chỉ giả, thu về hơn 1,5 tỷ đồng. Ngày 14 tháng 7, tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho hay, rạng sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận đã giải cứu thành công một ông lão mắc kẹt trong đám cháy. Trước đó, Công an quận Hà Đông đã nhận được tin báo cháy từ đám cháy bùng phát tại nhà dân có địa chỉ tại khu đô thị Văn Phú, phường Phú La. Tiếp nhận thông tin, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình xuống hiện trường, phối hợp cùng người dân, tổ liên gia, dân phòng, công an phường triển khai phương án chữa cháy. Tại hiện trường, ngôi nhà hỏa hoạn cao 4 tầng, diện tích 90 m2, khóa trái 2 lớp cửa. Đám cháy xuất phát từ tầng 1 nên khó phá cửa. Thời điểm cháy có 4 người bên trong ngôi nhà, 3 người thoát nạn qua ban công liên thông qua nhà hàng xóm. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tổ chức tìm kiếm người đàn ông 65 tuổi còn lại vẫn đang mắc kẹt. Theo cảnh sát, người này có bệnh nền, cơ thể yếu ớt nên khi phát hiện, nạn nhân đang trong tình trạng hoảng loạn. Sau khi được giải cứu ra bên ngoài, lực lượng y tế đã tiến hành sơ cứu kịp thời. Sức khỏe nạn nhân đã ổn định và trở về nhà. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu vụ cháy được ghi nhận do chập điện. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 7, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà khiến ba mẹ con trong một gia đình tử vong xảy ra vào đêm ngày 13 tháng 7. Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào gần 23 giờ ngày 13 tháng 7. Lửa bùng cháy kèm theo nhiều tiếng nổ ở khu vực tầng trệt của ngôi nhà nằm trong hẻm 497 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Công an địa phương cùng người dân trong hẻm chạy tới, dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp điều động lực lượng dùng nhiều phương tiện chữa cháy tới hiện trường, phun nước dập tắt lửa. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy làm xe máy để dưới tầng trệt và nhiều tài sản bên trong căn nhà bị cháy rụi. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 3 người tử vong trong nhà, gồm chủ nhà và 2 người con. Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, căn nhà xảy ra tai nạn chật hẹp, nhiều đồ đạc. Khi cháy, ngọn lửa bùng lên nhanh. 3 người bên trong nhà đã lớn tuổi, phản ứng chậm với đám cháy nên mắc kẹt bên trong. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện nay, người dân có thể đăng ký lịch cấp thẻ căn cước mới trên ứng dụng VNEID theo quy định của Nghị định số 70. Người dân lựa chọn thủ tục kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì đăng ký thời gian và cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục. Hệ thống sẽ xác nhận và tự động chuyển đề nghị của công dân đến cơ quan quản lý căn cước, nơi công dân đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Sau đó, người dân đến cơ quan cấp thẻ căn cước theo thời gian mà mình đã đăng ký hẹn để thực hiện các quy trình, thủ tục cấp thẻ căn cước. Trường hợp người dân không đến, hệ thống sẽ tự động hủy lịch hẹn. Nếu người dân tiếp tục có nhu cầu cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thì đăng ký hẹn lại. Chiều ngày 14 tháng 7, anh Nguyễn Trung Hiếu, 28 tuổi, trú tại xã Ea Ba, huyện Buôn Đôn, tài xế xe ben cho biết
Anh vừa phải nhập viện theo dõi vì tình trạng đau nhức ở vùng đầu và một vài bộ phận trên cơ thể. Trước đó vào khoảng 9 giờ sáng ngày 13 tháng 7, tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, xảy ra vụ va chạm nhẹ giữa xe ben mang biển kiểm soát 47C với ô tô được cho là chở chú rể. Sau va chạm, tài xế xe ben xuống xe thì bất ngờ bị một người đàn ông ăn mặc lịch sự, được cho là chú rể, xông tới, đấm, đá liên tục. Tài xế xe ben bỏ chạy, nhưng người đàn ông vẫn đuổi theo hành hung. Người đi đường đã quay lại hình ảnh này rồi đăng tải lên mạng xã hội. Được biết, anh Nguyễn Trung Hiếu làm việc tại công ty xây dựng An Nguyên. Hiện công ty đã cử người đại diện phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thân Văn Thoại và các đối tượng liên quan về các tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng chiêu trò xây dựng mô hình đa cấp tháp ngược, lấy tiền đầu tư của người sau để trả hoa hồng cho người đầu tư trước. Thân Văn Thoại đã tiến hành huy động vốn để đầu tư tiền ảo, khiến nhà đầu tư có nguy cơ bị thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng. Từ năm 2019, nhận thấy giá trị từ việc đầu tư tiền ảo, Thân Văn Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo Cashback Pro từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh. Thoại mở một trang web, ứng dụng mang tên speeding.vip để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống cấp dưới, trả hoa hồng quy đổi ra tiền ảo theo mô hình đa cấp tháp ngược. Trả thưởng coin trên mô hình nhị phân khi mà tham gia vào speeding thì với mỗi một cái gói như vậy thì mỗi một ngày họ sẽ nhận lại là 0,5% dựa trên cái số gói người ta tham gia và quy đổi ra bằng coin thôi. Trong đó thì cái quyền lợi là 0,5% mỗi ngày rồi. Thế còn cái phần thưởng thêm đó là một gói người ta tham gia thì phụ thuộc vào cái gói người ta sở hữu nữa thì mới có được cái số phần trăm và tính ra từ 10 cho đến 15%. Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2021 đến khi bị bắt giữ, Thoại cùng đồng phạm đã tạo ra một cộng đồng đầu tư tiền ảo lên tới hàng trăm nghìn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng trăm tỷ đồng, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ. Ngoài cái chuyện là chi trả từ các gói đầu tư 0,5% một ngày thì còn được thưởng thêm do những người trực tiếp và gián tiếp của mình giới thiệu vào theo mô hình hai nhánh. Theo cơ quan chức năng, đường dây đầu tư tiền ảo của Thân Văn Thoại có sự tham gia của hàng trăm nghìn tài khoản. Tuy nhiên, dòng tiền lại không được đầu tư vào bất cứ lĩnh vực kinh doanh sinh lời nào. Do đó, việc đầu tư này chủ yếu là lấy tiền đầu tư của người sau để trả lợi nhuận cho người trước. Và đến khi hết khả năng chi trả, đường dây này sẽ sập, gây thiệt hại về kinh tế cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải bỏ ra bằng tiền thật, tiền mặt và của quy đổi ra để mua lại cái đồng tiền CBP thông qua các cái đối tượng trung gian và thông qua các nhánh cấp trên. Thế và cái rủi ro ở đây thì đương nhiên là khi mà tham gia gói thì các đối tượng là kêu gọi và hứa hẹn là trả hoa hồng cao. Thực tế thì có được trả hoa hồng cao nhưng mà về rủi ro thì toàn bộ cái điều tiết dòng tiền và các cái quản trị dòng tiền thì do đối tượng Thoại là cầm đầu và đã toàn bộ điều hành cái trang web này. Thì việc các nhà đầu tư nếu như không có người tham gia đầu tư sau thì đương nhiên là các nhà đầu tư vào thì sẽ bị mất tiền. Vì cái tiền khi mà vào cái gói speeding này thì sẽ không thanh khoản được và sẽ không đẻ sinh lợi ra tiền bởi vì công ty và cá nhân của các đối tượng là không có một cái hoạt động kinh doanh để sinh lợi. Theo cơ quan công an, việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư. Do các sàn tiền ảo chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật công nhận, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người đã tham gia vào các dự án Cashback Pro, tiền ảo CPP, SVIP, ví điện tử CPP Wallet và các dự án khác có liên quan đến công ty cổ phần Internet BBI Việt Nam, công ty BBA Toàn cầu, các dự án do Thân Văn Thoại tổ chức điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ. Liên lạc thiếu tá Đinh Anh Văn, số điện thoại 0367 26 8888 để được hướng dẫn làm đơn đề nghị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 141 ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.